Thượng Phong là thôn miền núi của xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Bằng khát vọng đổi mới quê hương, người dân đã chung sức đồng lòng xây dựng nên một miền quê đáng sống. Về thôn Thượng Phong hôm nay sẽ được tận hưởng một không gian xanh trù phú trong lành, với những hàng rào xanh mát mắt, những con đường bê tông rộng mở ngập tràn sắc hoa, và với những vườn cây cối tốt tươi chĩu quả. Diện mạo làng quê hôm nay là cả một quá trình bền bỉ vươn lên. Người già gương mẫu, người trẻ tiên phong, ai cũng tích cực góp sức để hôm nay họ vui với niềm vui đổi mới của quê hương. Xây dựng nông thôn mới không có điểm chứ. Dân khí thế hào hứng để làm thế nào là cứ mãi mãi được là phát triển là khu dân cư kiểu mẫu, là không có đồ dừng nào. Đẹp đẽ nào. Rồi là sạch sẽ nào. Ai đến đây cũng thích nào. Cải tạo vườn tạp, biến vùng đất cằn thành những lợi thế trong phát triển đa dạng các cây ăn quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của người dân thôn Thượng Phong. Đất không phụ công người, cây cối đơm hoa kết trái, những khu vườn bốn mùa tỏa bóng mát, không chỉ đưa lại nguồn thu nhập đáng kể cho mỗi hộ dân, mà còn tạo nên không gian sống yên bình. Sự đoàn kết và vào cuộc của toàn hệ thống, từ cán bộ, đảng viên và nhân dân của thôn Thượng Phong, cho nên là giờ chúng tôi cảm thấy là miền quê của chúng tôi rất là đáng sống, bởi vì đi ra đường làng ngõ xóm đều là sạch sẽ gọn gàng. Con em đi làm xã về là cảm thấy là rất là phấn khởi. Từ ngày mà miền quê nói chung là thay đổi á, thì cảm thấy cuộc sống là hạnh phúc hơn, rồi là vui hơn, và lại là có những kia các cái phong trào cũng như là các hoạt động á sôi nổi hơn. Vậy là người dân cảm thấy là sống ở quê mình mà cảm thấy không cần phải đi đâu nhiều. Nói chung là mình sống ở quê mà cuộc sống khi nào cũng vui, rồi là nhộn nhịp. Cùng với xây dựng cảnh quan, phát triển kinh tế vườn, người dân thôn Thượng Phong đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó nổi bật là đã làm được gần 5 km đường bê tông, hơn 3 km rãnh thoát nước. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng mỗi người một năm. Không chỉ dừng lại ở đó, mà người dân nơi đây đang tiếp tục thực hiện những mục tiêu phát triển cao hơn, bền vững hơn. Tiếp tục là đổi mới trong các cái tiêu chí về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đó là một cái bước mà để cho thôn để lấy cái đà để chúng tôi là phát triển. Còn lại thì không những là xây dựng quê hương thôn xóm, mà nguyện vọng của chúng tôi tới đây cũng đang phải xây dựng là làng xã là thông minh, để dẫn đến cho tạo một cái sân chơi vừa là nâng cao đời sống vật chất tinh thần, vừa là vật chất, vừa là tinh thần, và vừa cảnh quan môi trường, là cho một cái làng quê đảm bảo là gọi là một làng quê, là miền quê đáng sống. Thôn Thượng Phong thì là một thôn thì cũng rất là khó khăn, mà xuất phát thấp. Còn đến thời điểm hiện nay thì nhân dân và cán bộ thì cũng là tập trung rất là cao. Hiện nay cái cơ sở hạ tầng, rồi thì cái khuôn viên đường làng ngõ xóm thì hiện nay là rất là khang trang. Tất cả các thôn trên địa bàn toàn xã thì hiện nay là cũng hay đi đến tham quan để học hỏi về để xây dựng. Đấy là một cái điểm khởi đầu của thôn để tiến tới thì xây dựng khu dân cư kiểu nâng cao, và một cái tiền đề cho cán bộ và nhân dân toàn xã nhìn vào và để tập trung là xây dựng trong những thời gian tới thì đạt xã nông thôn mới nâng cao. Bằng chính nghị lực công sức của mình, hôm nay người dân thôn Thượng Phong đã nhận được những thành quả ngọt ngào với cuộc sống sung túc trên mảnh đất một thời cằn cỗi, một thời lam lũ. Và kết tinh từ sự phát triển đi lên ấy, tình đất tình người càng gắn bó, yêu thương hơn.